Xin kính chào các quý khách hàng đang theo dõi buổi livestream ngày 5 tháng 11. Lại một tuần nữa sắp kết thúc, như thường lệ, vào ngày thứ bảy cuối tuần, Trung tâm hiếm muộn và y học giới tính Hà Nội đang tiếp đón rất nhiều lịch thăm khám, điều trị và chuyển phôi. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp nhận được một số ca bệnh được đánh giá là ca bệnh khó khăn cả về bệnh lý lẫn thời gian trên hành trình tìm con yêu, như 3 lần làm IVF thất bại, hiếm muộn 8 năm, gặp những đau đớn vì tụ dịch vết mổ. Các khách hàng được tư vấn trực tiếp 1-1 với đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm với những giải pháp về tình hình bệnh lý và các gói dịch vụ phù hợp với từng tình trạng của khách hàng. Cũng trong ngày hôm nay, trung tâm IVF Hà Nội đã thực hiện thành công ca chọc trứng, chuyển phôi. Từ đó thắp lên niềm tin và hy vọng thực hiện hóa giấc mơ làm cha mẹ của các cặp vợ chồng. Dù rất đông khách hàng đến thăm khám, nhưng tinh thần và trách nhiệm làm việc của đội ngũ bác sĩ nhân viên IVF Hà Nội luôn được đề cao, nỗ lực 100% để cùng đồng hành với các cặp vợ chồng hiếm muộn sớm mang con yêu về nhà. Chúng tôi hy vọng rằng trên hành trình tìm kiếm con yêu của các cặp đôi, IVF Hà Nội vẫn luôn là địa chỉ tin cậy cho các cặp vợ chồng. Mọi thắc mắc liên quan đến điều trị vô sinh hiếm muộn, quý khách hàng vui lòng inbox trực tiếp hoặc liên hệ hotline 1900 234529 để được tư vấn.